Rồi rồi. Vào phạt cái người các bác. Ôi, mình xe tệ quá, như là đi xe ngựa. Tàu to kia chứ, tàu biết kén này à? Xuống cao tốc. Ai. Như là ngồi xe ngựa, ghê quá. Trổm lên, trổm xuống. Minh Châu, kinh nhạc Quý Khanh. Ôi, các bác nhìn thấy có cái xe lạ không ta? Một người lái bên trái, một người lái bên phải. Các bác xem này, cái xe này mà vợ chồng mà cãi nhau ngồi này, thằng lái bên trái, thằng lái bên phải làm nào? À không, nó có cái thanh rằng này các bạn. À, bé sẽ vé cùng một bên, người kia vé chiều khác không được. Uầy, rộng dã man này. Ai là các bác chú áo quá lại đi thì có cả cái món đặc sản quê mang đi này. Làm đặc sản đây, quê đang đây. Em thì mới thu đây. Quay đây làm chén luôn. Ê, quay. Đấy, các bác cẩn thận đấy, có cả rau sống luôn. Đấy. Hà đây, hà cái gì nhỉ? Rau này là rau mùi đây vào. Cái này rau mùi, rau mùi ăn chua chua. Có bánh tráng, à lại có bánh tráng. Đấy. Đi với các cứu binh thì không lo bị đói. Lúc nào cũng lo. Này đáng nhà nhà thay hướng nợ không hiểu. À, bắt đầu là di chuyển ra bãi tắm. Trời ơi, trong khi trời thời tiết thế này thì tắm. Thời tiết thế này đi tắm chắc còn ốc luôn ta. Đi lao. Đây đổ đấy, đổ nó phục cái này nó phục danh ra đấy, uống luôn chưa? Đi ở tận Hà Nội à? Quang hả? Rồi tập kính chút rồi. Đây em có tiền. Mỗi người rót cho một cốc nước ạ, tân phê một tí để cho đoàn chiều nay được bữa rượu vui ngon ạ. Bãi biển Minh Châu đây các bạn. Rồi ok. Ơi tao tắm biển. Ôi sóng to vãi à.
được. Xin chào. Hello. Hello, đồ của xíu nha anh. Bị xứ lại. Bị xứ. Cứ như là ăn bát bún sáng này. Hãy diện ghê. Ngồi im nha. Nào. Các bạn đã nhìn cái này. À chùm nha. Bây giờ là mọi người sẽ dùng bữa cơm trưa tại bãi biển luôn này các bác. Đó, chưa tuyệt vời luôn. Đây này không ổn các bác. Chết rồi, này kiểu này không về muốn về luôn. Mấy đang chuẩn bị các bác, đang chuẩn bị tinh thần. Thế tớ đang quay đâu mà cứ đi nào, đang quay đâu, đã đủ người đâu. Xong nó đánh tụt quần. Nào dưới đi. Đây các bác này, em sợ em về thế nào được. Đi du lịch Lào mệt ghê thật, chết rồi. Chụp ảnh rồi thì quay phim tự sướng rú thỏa, chết. Cái bệnh nghề nghiệp YouTube lắm, ngấm vào người mà ghê. Kiếp. Nhưng bãi biển đẹp các bác không nhỉ? Đẹp đấy, bãi biển rất chi là dài rộng đông người. Thảo nào mà khách sạn tầm này nó còn chưa cho phòng. Giờ về tắm rồi lại đi lang thang, chết đi. Sự mạnh dạn mà đi tiếp xúc với lại du lịch nhiều ấy, các nơi ấy, thì cứ mạnh dạn các bác, không phải ngại cái gì cả. Cứ bình thường thôi. Không phải lo cái chuyện là xấu hổ hay là ngại ngần cái gì hết. Kể cũng vui. Đấy. Mà điều kiện nó phải cho phép. Tuần có thể là tháng 2-3 tháng đi lần thôi, gần ngày nào cũng đi đây tốt tiền đấy, thật sự. Rồi chơi! Ôi! Một tay quá! Sao? Hai quá! Sao? Hai quá! Đúng rồi!
Trời nhiều mây quá, chả thế bình minh đâu. Thằng cái chỗ kia là ra là đảo Cô Tô rồi các bạn. Đảo Cô Tô nhưng mà sáng sớm nó không nhìn rõ. Các bạn, đại gia đình đang ăn sáng chuẩn bị lên tàu xong rồi về đất liền. Đây các bác vừa, các bác vừa đi tắm biển về. Đấy, chiều qua tắm thì mặc một lượt quần xịt thôi nhưng sáng nay đi tắm về hai lượt. Độc sợ cái heo nó đớp mất một nửa. Nó này tỉnh tắm kia chứ. Giờ đoàn sẽ di chuyển về bãi biển Vân Đồn. Lên đường. Hy vọng lần sau làm đường lại đến với lại đảo Minh Châu. Các bạn ạ, ở đây là cái gì, xe điện là một, thuyền hai ấy, nó như ở trên đất liền mình là xe ôm ấy. Xe ôm trên đất liền còn dễ, gọi cái đấy luôn, không gọi tao gọi taxi. Đây thuyền chỉ kia luôn, theo thuyền để về luôn. Đấy, anh em ngồi chờ, đoàn ngồi chờ, chán chơi mệt mỏi luôn. Điều này lại ăn bữa cơm trưa đây thôi. Quay kịp luôn. Sau một cái chặng đường ấy bây giờ có hết rồi các bác ạ. Mất hết. Cảng Cái Rồng. Một cái sự rất chi là đáng tiếc. Mà không biết lỗi tại ai. Và ăn cơm này. Và ăn cơm trưa sau đó là thằng nó sẽ tránh mẻ xe đi luôn. Nên là bây giờ đi bộ. Nó không cho lỗi trước cửa hàng mà nó cho cái xe khác đỗ vào cửa hàng. Ôi giời. Chán thật. Các bạn thấy không? Đất du lịch kinh khủng đúng không ạ? Ai. Nhẽ ra là xe này đỗ trước cửa hàng bây giờ là phải đỗ trước cách xa 100m. Đó các bạn thấy không? Tài xế cũng nhẹ dạ gà tin. Hiền quá. Bãi cháy, bãi cháy, bãi cháy. À, bãi cháy bây giờ mở rộng rồi.
muốn ngồi ghế là 40.000 một người, một quả dừa nữa là 50.000, 90.000 các bạn. Bãi cháy đúng là cháy thật đấy, không phải cháy đùa. Vâng, như vậy là chuyến đi du lịch của Lạc Đường đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video Lạc Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.